Xin kính chào quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi chương trình 5 phút với lời Chúa mỗi ngày do các linh mục thuộc Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, xin kính chào quý vị. Và giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày 22 tháng 12 trong mùa vọng và cũng là ngày mừng kỷ niệm dòng Đa Minh được thành lập. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 46 đến câu 56. Khi ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em. Gần tới ngày lễ Giáng sinh, lời Chúa lại cho chúng ta lắng nghe một lời chúc tụng của một người phụ nữ. Mà nếu chúng ta cùng lắng nghe hai bài đọc trong ngày hôm nay, thì đó lại là khuôn mặt của hai người phụ nữ. Người đầu tiên đó là bà Anna. Trong sách Samuel quyển thứ nhất, khi bà đưa Samuel lên trên đền thờ, một cái ân huệ mà bà đã nhận lãnh được từ Thiên Chúa đó chính là đứa trẻ Samuel. Và bài thứ hai, hay lời chúc tụng thứ hai được thốt ra từ môi miệng của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Ở cả hai câu chuyện của hai người phụ nữ này, chúng ta thấy sáng lên cái âm hưởng được vang vọng từ trong tám mối phúc thật. Khi Chúa hứa tất cả những ai nghèo hèn thì luôn luôn được Chúa quan tâm. Và đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện về một nhân vật rất lừng danh, đó là Muhammad Ali. Câu chuyện kể rằng là vào thời Muhammad Ali còn đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp quyền anh của mình, anh đã có một chuyến đi đến Ravi Zacharias và anh đã ngồi trên máy bay để đi đến đó. Và tên của Ali lúc bấy giờ chưa bao giờ đồng nghĩa với sự khiêm tốn. Và trong suốt chuyến máy bay thì ngày hôm đó máy bay gặp thời tiết xấu và vị phi công đã phải đưa ra những cái thông báo để khuyến cáo tất cả những hành khách hãy ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Và tất cả những ai đã đi máy bay và gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta đồng nghĩa với chuyện là nếu bạn tin có Thiên Chúa thì hãy cầu nguyện với Thiên Chúa đi.
thì lúc bấy giờ hành khách ở trên máy bay đã và đang làm theo những hướng dẫn của phi công và các tiếp viên. Đi ngang qua chỗ Ali, người tiếp viên thấy anh vẫn ngồi ung dung và anh không thắt dây an toàn. Và người tiếp viên này đã không ngần ngại đến và yêu cầu Ali hãy tuân theo mệnh lệnh của phi công. Lúc bấy giờ, Ali Muhammad đã trả lời rằng siêu nhân thì không cần phải thắt dây an toàn. Tiếp viên hàng không cũng chẳng vừa. Cô ta đã nói rằng siêu nhân thì cũng không cần máy bay. Yêu cầu ông thắt dây an toàn. Kính thưa quý vị, người nghèo, người có sự khiêm tốn ra như lại là những con người được Thiên Chúa quan tâm hơn cả, như là bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, như là Đức Maria mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta được lắng nghe. Đến đây thì điều mà khiến chúng ta phân vân đó là tại sao Thiên Chúa lại lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo, kể cả ở trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Có vẻ như Thiên Chúa thiên vị những người nghèo, những người bị thiệt thòi. Tại sao Thiên Chúa lại chọn cái nhóm đó mà không chọn những nhóm khác? Để trả lời cho điều này, thì tác giả Monica Hewitt đã viết và liệt kê những ưu điểm sau và trả lời cho cái lý do của Thiên Chúa. Thứ nhất, người nghèo biết họ đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Thứ hai, người nghèo không chỉ biết phụ thuộc họ vào Thiên Chúa, vào những người có quyền thế, mà họ biết phụ thuộc lẫn nhau. Thứ ba, người nghèo đặt sự an toàn của họ không phải ở đồ vật, mà là ở con người. Thứ tư, người nghèo không có ý thức quá mức về tầm quan trọng của bản thân và không có nhiều cái nhu cầu riêng tư. Thứ năm, người nghèo mong đợi sự cạnh tranh thì ít, nhưng hy vọng nhiều vào sự hợp tác. Thứ sáu, người nghèo có thể phân biệt giữa những cái gì là thiết yếu khác với những cái gì là xa xỉ. Kế đến, người nghèo có thể chờ đợi bởi vì họ đã có ở nơi mình một cái loại kiên nhẫn bền bỉ sinh ra từ sự phụ thuộc. Thêm nữa, nỗi sợ hãi của người nghèo thực tế hơn và ít phóng đại hơn bởi vì họ đã biết rằng người ta có thể sống sót sau đau khổ và tham vọng. Thêm một yếu tố khác, khi người nghèo được rao giảng tin mừng, điều đó giống như là họ đã nhận lãnh được một tin tốt lành, chứ không giống như là một lời đe dọa hay mắng mỏ. Cuối cùng, người nghèo có thể đáp lại lời mời gọi của tin mừng bởi một sự từ bỏ nhất định và không phức tạp, bởi vì họ có quá ít những thứ để mất mát và sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em, những liệt kê của tác giả Monica Hewitt ở trên đã cho chúng ta thấy những người nghèo là như vậy. Không biết khi mà dòng Đa Minh vào ngày 22 tháng 12 năm 1216 khi nhận lãnh được cái sắc lệnh được thành lập dòng vào năm đó, không biết là nó có trùng lặp một cách vô tình hay không. Thế nhưng mà việc thành lập dòng giảng thuyết hay còn gọi là dòng hành khất hôm nay, Thánh Đa Minh cũng đã gom cái tương lai của nhà dòng vào trong số những người nghèo của Thiên Chúa.
những người thanh thoát ra đi loan báo tin mừng. Và trong cái sắc lệnh thành lập dòng, Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba cũng ấn định cái điều đó. Khi mà Ngài khuyến dụ tất cả những anh em dòng giảng thuyết hãy trở thành những người nghèo của Thiên Chúa, tín thác và loan báo tin mừng. Hãy sống với tinh thần nghèo khó của tin mừng. Và đây là cái hứng khởi ban đầu mà Thánh Đa Minh đã nhận lãnh được từ Thiên Chúa, được soi rọi bởi Thánh Thần, và Ngài đã thành lập một dòng giảng, một cái dòng chuyên loan báo tin mừng, một cái dòng trở thành người nghèo của Thiên Chúa. Ước mong mỗi chúng ta, khi chúng ta dọn lòng để chuẩn bị những ngày Chúa đến, thiết nghĩ Thiên Chúa sẽ vui thích và trú ngụ trong tâm hồn những người nghèo khó, những người có cái tinh thần nghèo khó, hơn là trong những cái máng cỏ được phủ lấp đầy vàng bạc châu báu mà lại thiếu đi sự khiêm tốn trước Chúa. Cầu chúc cho anh chị em chúng ta luôn luôn biết tín thác vào Thiên Chúa như những người nghèo của Thiên Chúa. Amen. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái, chào tạm biệt quý vị. Người soi tôi.